Ok, xin chào các bác. Thì nhân vì cái vụ lùm xùm áp suất vừa rồi đây ấy, thì em cũng đú trend tí. Cái này gọi là buffet mới đúng. Thì tại vì em thấy là rất nhiều anh em còn chưa hiểu rõ về cái việc áp suất, nhất là áp suất trên LG nhà mình như thế nào. Thì nay em sẽ nói tường tận cho các biết được là áp suất trên LG nó là như thế nào nhé. Thì trước tiên ấy, các bác cần hiểu được áp suất trên điện thoại là gì. Thì các bác hiểu đơn giản như này này. Áp suất ấy là một cái thông số mà nó phản ánh được cái khả năng kháng nước hoặc chống nước của cái điện thoại. Thì ví dụ như máy còn áp suất ấy, thì các bác có thể yên tâm được một phần nào đó về việc mà máy các bác không may đi vào trời mưa hoặc không may bị rơi vào nước ấy, thì khả năng sống sót của nó là rất cao nhé. Và cũng có một cái nữa, đó là nếu như máy còn áp suất ấy, thì có thể là khẳng định một phần nào đó là máy đó gần như chưa bị mở ra. Đấy, hai cái rất đơn giản như vậy thôi. Và tiếp theo ấy, thì test áp suất như thế nào là chính xác? Tới đây, em sẽ test cho các bác trực tiếp trên cái con LG G8 này. Tại vì hiện tại em không có máy nào khác. Thì những hãng khác ấy, thì nó sẽ có những cái cách test khác nhau nhé. Thì các bác tra Google. Còn riêng về LG, các bác test y như em là ok và là chính xác nhất. Thì LG nhà mình nó có một cái lệnh ẩn, thì các bác hoàn toàn có thể dùng lệnh ẩn hoặc là có thể dùng cài app. Thì đây em trước tiên em sẽ hướng dẫn các bác là dùng lệnh ẩn. Ví dụ như con G8 Hàn này thì các bác sẽ dùng lệnh ẩn như thế này. Đây này, em có viết ở đây rồi này. Đây, máy Hàn này, em sẽ để đây nhé. Đây, máy Hàn. Thì em sẽ là viết là sao thăng 5 4 6 3 6 8 thăng sao, nhập cái mã máy của các bác vào. Cái mã máy nào các bác không biết tìm ở đâu ấy, thì các bác vào đây, vào cái phần cài đặt của nhà sản xuất đây này, vào cái hệ thống, vào cái dữ liệu điện thoại. Thì đây các bác hoàn toàn có thể biết được cái mã máy này. Ví dụ là đây là cái số model này, đó số model này là cái LMG820 này, thì các bác chỉ cần lấy cái số là 820 nhé. Đó, máy nào cũng tương tự như thế thôi. Vào cái giới thiệu về điện thoại các bác xem. Rồi, tiếp tục quay trở lại. Thì đây, nhập tiếp mã máy vào 820 và kết thúc bằng dấu thăng. Đó, các bác nhìn thấy rồi gì? Kết thúc bằng dấu thăng. Đó, thì nó sẽ ra cái bảng này cho các bác. Còn máy Mỹ đây nhé, máy Mỹ thì đây, nó có một số cái mã đây. Thì các bác nếu mà dùng máy Mỹ thì có thể áp dụng hai cái mã này, là kiểu gì nó cũng ra thôi. Thì đây, để vào cái phần test áp suất ý, các bác vào cái phần đầu vai test này, SAT này, và cái phần manual test này. Đó, thì các bác kéo xuống dưới cùng thì nó sẽ có cái phần barometer test. Đó, thì các bác nhấn vào đó. Thì ở bên LG nó sẽ ra cho các bảng, cho các bác cái bảng test như thế này. Thì các bác quan tâm đến cái số này này. Đây, để em viết hẳn ra cho các bác xem nhé. Tại vì nhiều người buồn cười quá, nó bỏ đây để em viết hẳn ra. Thì đây các bác quan tâm đến cái số này này, đó là cái số ví dụ đây ở trên máy em, nó đang khi mà em chưa bóp ấy, khi mà chưa bóp ấy, thì cái số nó là 1017.03 đó. Thì em viết vào đây đó, ví dụ chơi khi mà chưa test nhé, thì máy của em là 1017.03. Rồi, đây gọi là dấu phẩy đấy, không phải dấu chấm đâu, 1017.03 đúng không? Thì các bác test như thế nào? Thì các bác dùng nhé, dùng hai ngón thôi, và tuyệt đối là không để cái điện thoại dưới mặt bàn nhé. Ví dụ các bác để dưới mặt bàn thì các bác nhấn vào cũng không 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 chuẩn đâu nhé. Các bác không để dưới mặt bàn, các bác cầm máy lên dùng hai ngón tay nhé, ngón giữa và ngón cái này, ngón giữa này thì các bác đặt ở cái phần lưng phía sau này. Đó, con cái thì các bác đặt vào cái phần đúng phần chấm đỏ này này. Đó, các bác bóp vào bóp bóp một lực, nói chung là gần như các bác có thể bóp hết lực tay của các bác cũng được. Đây này, em bóp hết lực này, không sợ vỡ đâu đấy, không sợ vỡ đâu, bóp hết cỡ luôn, không sợ vỡ đâu nhé. Đấy là những cái máy có cái màn hình OLED ấy, thì các bác có thể gần như bóp hết lực tay luôn. Tuy nhiên thì lực đúng là lực có mỗi tay người
thì có người là top bóp 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 mạnh, bóp yếu thì không nói, nhưng mà tay em là cái lực bóp vừa vừa, thì em bóp gần như là bóp hết hết lực. Nó cũng nếu mà chỉ dùng hai ngón này, ví dụ đây các bác nhìn này, nếu chỉ dùng hai ngón này bóp hết lực thì nó cũng không làm sao cả, cho nên các bác cứ tự tin mà bóp. Và đặc biệt là nếu như máy bác nào mà có dán miếng dán cường lực UV ở đây ấy, thì cái việc áp suất nó nhảy lên ấy, cũng sẽ giảm đi nhé. Đó thì các bác cứ bóp mạnh mà không sợ đâu. Đấy, bóp vào nhé. Cái máy này của em ấy thì nó bị mất áp suất rồi, cho nên các bác bóp mạnh nó cũng không nhảy cái số này đâu, không nhảy lên một tí nào. Đấy, gần như không nhảy một tí nào. Đó thì ví dụ sau khi các bác bóp ấy, nó nhảy lên được cái số là ví dụ như là 1018,65 chẳng hạn. Đấy, một số 5 đánh đề các bác. Đấy thì giả sử nhé, giả sử như là các bác sau khi bóp ấy nó sẽ nhảy lên được là 1018,65. Nói thêm nữa là khi các bác bóp một phát đấy, kể cả bác bóp bóp nhé, và các bác bóp và giữ im như thế, thì nếu như máy nào còn áp suất ấy, cái số này nó sẽ nhảy lên nhưng mà nó lại tụt về ngay lập tức thôi. Tầm 1 giây sau là nó sẽ lại trở về cái số cũ thôi. Cho nên các bác đừng nghĩ là khi các bác bóp rồi ấy, thì cái số đấy nó nhảy lên, nó sẽ giữ im ở cái số đấy. Nó không phải nhé, nó sẽ quay trở lại đó. Còn nếu như các bác nào mà muốn nó giữ im ấy, thì các bịt cái lỗ này lại này. Đây, ở trên con G8, trên con V50 nó có cái lỗ riêng biệt như này. Đây gọi là cái lỗ cân bằng áp suất, hay là lỗ thở cũng được, các bác hiểu đơn giản thế cũng được. Thì khi mà các bác bịt cái lỗ này lại ấy, mà các bác bóp ấy, thì khi mà bóp ấy nó nhảy lên thì nó sẽ giữ im ở đấy, nó sẽ giữ im ở đấy, nó không quay trở lại đâu. Cho nên là ở những cái máy đời khác ấy, ở những máy đời đời V40, V30 ấy, thì cái lỗ thở này, cái lỗ cân bằng suất này nó ở cái khu cụm camera ấy, cho nên các bác không nhìn thấy đâu. Nhưng mà tại sao những cái con V50 và con G8 nó ấy, làm riêng như thế này? Tại vì cái cụm camera của cái con G8 và con V50 nó là bằng với cái lắp lưng, cho nên họ không thể đục một cái lỗ thở ở đây được, mà họ phải đục cái lỗ thở này, nó nằm ở ở cạnh như này. Là vì thế thì đấy là riêng con V50 và con G8 thì mới có nhé. Thế và các bác bóp, các giữ cái nút này của con V50 hoặc G8 ấy, thì nó sẽ nhảy lên rất là cao và nó sẽ giữ im ở cái giá trị đấy. Cho nên nhưng mà như thế là không đúng đâu nhé, các bác vẫn phải mở cái lỗ thở này ra, không 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 giữ nó nhé. Và các bác dùng hai ngón tay các bác bóp vào, thì khi mà nó nhảy lên được, các bác nhìn tinh nhé, tại vì nó nhảy cái thời gian nó nhảy lên rất là nhanh thôi, phát ra nó xuống luôn. Cho nên các bác phải nhìn tinh, nhìn kỹ cái số sau khi các bác bóp mạnh phát nó nhảy lên được bao nhiêu. Đấy, ví dụ như đây, em ví dụ như đây là nó nhảy lên được, là ví dụ nhé, ví dụ nó nhảy lên được 1018,65, thì các bác tính nó như thế nào, tính áp suất nó như thế nào, thì các bác cứ lấy số sau khi nhảy nó là số 1018,65 này, các bác trừ đi. Đấy, các bác trừ đi cái số này. Đấy thì ví dụ đây, các bác trừ đi thì nó sẽ ra bao nhiêu, thì nó sẽ bằng này, 5 trừ 3 thì bằng 2 này. Đó, 6 trừ đi 0 thì bằng 6 này, đây là dấu phẩy này. Đấy, 8 trừ đi 7 bằng 1 này. Đấy, còn sau là không hết. Đấy, thì cái áp suất này nó là 1,62. Đó, 1,62 nhé. Thì cái thông số này như thế nào là ok, như thế nào là cái thông số nào, như thế nào là chuẩn. Đấy, để nói thêm tiếp là ở LG các bác test chán chê thoải mái đi, các bác nhấn cái chữ start hoặc là các bác làm cái cách nào đi chăng nữa, để mà cái dòng pass và dòng fail này này, dòng pass và dòng fail này, nó kể cả các bác có thể làm được hiển hiển thị cái chữ pass này là sáng lên cũng không sao nhé, hoặc là hiển thị chữ fail này sáng lên thì cũng không là sao cả nhé. Các bác chỉ quan tâm được cần quan tâm là cái thông số này nó nhảy bao nhiêu thôi, còn cái hiện nó hiển thị là pass hay là fail ấy, thì các bác hoàn toàn không cần quan tâm nhé. Các bác chỉ quan tâm là cái số này nó nhảy lên được bao nhiêu đó, coi như cái này fail rồi nhé. Ok đấy, thì ví dụ đây sau khi test em được số này, trước khi test là số này, trừ cái thông số này đi cho nhau, sau khi test và trước khi test thì nó ra được cái số này.
thì cái con số nào ấy nó là ok. Thì thực ra là nhà sản xuất ấy cũng gần như là em thật sự là em chưa tìm được cái tài liệu nào mà nói mà của chính nhà sản xuất LG nói là áp suất phải nhảy từ bao nhiêu đến bao nhiêu là ok. Đấy, cho nên là cái thông số khoảng áp suất ok mà em đưa ra sau đây đó chỉ là cái kinh nghiệm của em và kinh nghiệm của anh em trong nhóm thôi nhé. Thì đây, thì cái áp suất mà em đưa ra ấy, cái khoảng ok ấy, nó là nhảy được từ 0.5 cho đến 2.0. Đấy, đây là cái khoảng áp suất mà em và mọi người cho rằng nó là ok, có nghĩa là nó cứ nhảy bên trên 0.5, từ 0.5 trở lên đến 2.0 là ok. Nếu mà nhà nó dưới 0.5 ấy, nó dưới 0.5 ấy thì là áp suất yếu. Rồi, nếu như mà nó trên 2.0 là áp suất mạnh, cao quá chứ không phải là mạnh nhé. Tại vì các bác hiểu thế này, khi mà áp suất nó cao quá ấy, thì đồng nghĩa với việc là có thể một cái thiết bị nào bên trong nó đang hỏng hóc, gần như kiểu như là ví dụ như pin nó bị phồng ấy, nó phồng lên thì cũng có thể gây ra hiện tượng mà áp cao như này. Tại vì em đã cũng đã có test những con máy mà áp nó rất là cao luôn, nó rất là cao luôn nhé, áp rất là cao. Hoặc trường hợp nữa là cái lỗ bịt này, cái lỗ khí này, đây gọi là cái lỗ thở đấy, các bác hiểu đơn giản là cái lỗ thở cũng được. Cái lỗ thở này này đấy, nó bị bịt lại, nó bịt không phải ở bịt ở bên ngoài nhé, mà trong quá trình sửa chữa ấy, ông thợ nào ông ấy muốn chơi đều ấy, là ông bịt bố cái lỗ thở này vào, ông bịt bằng keo hoặc bằng gì đấy ông bịt vào. Tại vì ở những con điện thoại khác ấy, nó cũng có cái lỗ thở ở chỗ cụm camera này, họ cũng hoàn toàn có thể dùng keo họ bịt lại, dẫn đến là khi mà test áp suất ấy, nó nhảy rất cao. Thì đấy cũng là một cái lý do mà áp suất nhảy rất cao. Thì đấy, nếu như cao quá thì có thể là do pin phồng, hoặc là do thợ thuyền can thiệp, hoặc là máy nó có vấn đề gì đó thôi. Tại vì áp suất qua cao quá nó cũng không phải là tốt đâu. Đương nhiên áp suất nhỏ thì là không tốt rồi, nhưng mà áp suất cao quá cũng không phải tốt đâu. Cho nên là cái khoảng ok nó từ 0.5 đến 2.0. Đó là khoảng mà em là một thằng admin ở LG lâu năm thì em đưa ra, và em lấy cái thông số này ở ở những anh em khác là cũng cũng đồng quan điểm như vậy. Còn cái thông số này thực sự là nó không phải là thông số của nhà sản xuất nhé, nó không phải thông số nhà sản xuất đâu. Nhà sản xuất thông số bao nhiêu em không biết, còn đây là thông số của riêng anh em LG đưa ra thôi. Cho nên là các bác cũng có thể lấy thông số này tham khảo hoặc không, thế này tùy các bác, hoặc các bác có tin hay không thì cũng tùy các bác thôi. Nhưng mà với em dùng điện thoại lâu năm thì em thấy cái khoảng như thế này là ok. Đấy, em không cần cao quá, nhất tầm khoảng 0.8 đến 1 là đẹp. Đấy, thì tiếp theo bây giờ mới chỉ cho các bác một cách là test bằng cái lệnh ẩn của LG. Thì đây lệnh ẩn đây, để đây cho các bác biết. Đấy, thì ngoài ra ấy, các bác hoàn toàn nếu như các bác không biết lệnh ẩn, hoặc các bác không 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 tìm được cái lệnh ẩn, không không làm gì được, thì hoàn toàn các bác có thể tải một cái app về. Thì đây này, ví dụ cái app đơn giản nhất máy nào cũng thể tải được, đó là cái app CPUZ. Đấy, thì trong cái app CPUZ này các bác vào cái ây, quảng cáo ác quá, ôi trời ơi, chờ tí nhé các bác. Rồi, thì các bác vào cái phần sensor này, ở trong này này nó có cái phần sensor này đó. Thì khi mà các bác vào phần này, các bác tìm đến một cái dòng đây, nó hơi nhỏ, em cũng đang tìm đây, đâu rồi. Mắt mở quá các bác không nhìn thấy gì. Đây, đây các bác, đây các bác vào cái phần này này, đây này, LG vừa LG ăn này, nó còn nói chung là nó có cái chữ Bradshaw này, đấy Bradshaw sensor này, đấy các bác nhìn thấy chưa, có cái chữ Bradshaw sensor ấy, là các bác cũng sẽ thấy được cái thông số dấu phẩy này này, 1016.8 này này, đó. Thì các bác khi các bác để ý cái thông số này nhé, các bác cũng làm y chang như cái việc mà test lúc nãy thôi, là các bác dùng hai ngón tay các bác bóp vào phần giữa màn hình như thế này đấy, bóp có bóp mạnh vào nhá, đấy như thế này này, bóp bóp mạnh vào, bóp thì cái thông số này nó sẽ nhảy lên đấy, và các bác cũng theo dõi là nó nhảy lên được bao nhiêu nhé.
Cái máy của em thì như em nói nãy rồi đấy, máy em bị mất áp suất rồi, tại vì cái lưng này em đang còn chưa dán keo mà. Cái lưng này em chưa dán keo này, các bác thấy không? Đó, cái lưng này em chưa dán keo cho nên nó sẽ không có áp suất đâu. Còn có áp suất thì em dán keo ngon lành lại nó cũng sẽ có áp suất thôi. Đấy, thì các bác để ý xem cái này khi có bóp nhảy đến bao nhiêu và các bác trừ đi. Cứ lấy số sau trừ đi, nhảy đến sau khi dàn nhảy trừ đi số trước khi nhảy thì ra được bao nhiêu. Thì các bác dựa vào cái khoảng ok này các bác so sánh là các bác biết được máy các bác đang là nhảy cao hay nhảy thấp đấy. Thì đấy là cách test nhé, và cái thông số như thế nào là chuẩn đấy. Rồi tiếp theo ấy, là sau khi các bác test được ra được cái thông số áp suất của các bác rồi, ví dụ như nó ở trong khoảng này thì nó ok đúng không, nhưng mà các bác đừng có vội tin là nó ở trong khoảng này nó là ok nhé. Tại vì sao? Tại vì cho đến thời điểm này rồi ấy, không phải thời điểm này đâu, thời điểm trước đây rất lâu rồi, là hoàn toàn khi mà ví dụ như thay cái lắp lưng này để mở ra cho các bác xem, hoàn toàn là có thể là khi mà thay cái lắp lưng này rồi, người thợ ấy, người ta vẫn hoàn toàn có thể làm lại cái áp suất mà nó ngon, nó cho ra thông số ngon như kiểu như này cho các bác nhé, bằng việc là người ta sẽ dùng một cái gioăng ấy, cái gioăng xịn mua từ có thể từ nhà sản xuất hoặc là mua đâu thì em không biết, nhưng mà đó là cái gioăng zin hoặc là gioăng xịn, các bác nó họ họ dán lại cái phần lắp lưng này và ngay cả cái phần màn hình thì cũng y chang như thế thôi, thì họ có cái gioăng gioăng màn hình, gioăng lưng ngon, và họ khi mà dùng cái gioăng đấy họ dán lại thì là cái máy đấy nó sẽ có lại áp suất bình thường nhé, ngon luôn đằng khác đấy. Và khi mà họ dùng cái gioăng như thế ấy, thì cái hiện tượng mà lòi keo ở, ở cái lắp lưng này và lòi keo ở màn hình này nó sẽ không có đâu đấy, cho nên các bác rất là cẩn thận nhé, chứ không phải là cứ cái máy nào còn áp suất là có nghĩa máy đấy còn zin và còn ngon, có thể nhúng nước thoải mái đâu, không phải như thế đâu. Đương nhiên máy còn áp thì là rất tốt, người ta dùng gioăng xịn thì cũng rất tốt, nhưng mà khi mà đã có sự can thiệp sửa chữa rồi ấy, thì có thể là linh kiện nó đã không đảm bảo rồi, và cái việc mà thợ dán lại ấy, như thế nó cũng xác suất cái rủi ro rất là lớn đấy, cho nên là khi mà máy còn áp suất thì các bác cũng đừng nên đưa cái máy đó xuống nước hoặc là làm cái thử nghiệm gì đó với nước, thì nó vẫn hoàn toàn là có thể gặp xui xẻo nhé. Mà ngay cả cái việc mà không phải là cái máy đó bị sửa chữa hoặc là đóng lại áp, thì kể đấy ý là nói là kể cả máy mà zin từ nhà sản xuất chưa bị sửa chữa cái gì cả mà còn áp suất thì các bác cũng đừng nên nhúng nước luôn, tại vì các bác nhúng nước lúc đó ấy, có thể là nó không bị sao đâu, nó chẳng làm sao cả. Tuy nhiên ấy, sau một thời gian ấy nước nó sẽ ngấm dần dần các bạn. Đây ví dụ như là nó sẽ ngấm dần dần qua những cái keo zin đấy, nó ngấm dần dần nó cứ đọng ở đây này, nó sẽ đọng ở đấy này, đọng ở những cái lỗ chân sạc này, đọng ở lỗ mic này, lỗ loa này, rồi đọng ở chân 3.5 này, đọng ở lỗ mic này đấy, và nhiều khi là đọng ở cái chỗ lỗ thở này nữa, rồi các phím bấm, đặc biệt là cái lỗ thở này nó là một cái màng, nó là một màng gọi là cái màng cân bằng áp suất ấy đấy, nó cũng có thể nếu mà sau thời gian nó có thể bị ngấm nước hoặc là có thể bị lão hóa đi hoặc là vấn đề gì đó nó vẫn có thể vào nước được nha. Cho nên là cái việc test áp suất ý, thì cũng rất là cần thiết, nhưng mà không phải vì thế mà các bác có thể là đưa cái máy của các bác xuống test nước hoặc là làm cái gì đó với nước thì cũng hoàn toàn không nên nhé. Tất nhiên là test chơi thì cũng được thôi, nói chung là các bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm hoặc là hoàn toàn phải lường trước cái rủi ro của nó, thì đấy là chuyện của các bác. Còn em khuyên là kể cả máy còn áp nước dù bất kể lý do gì cũng không nên nhúng nước đó. Thì vừa rồi em đã trao đổi cho các bác là áp suất là gì, rồi thông số áp suất trên LG nó như nào là chuẩn, và chuẩn như thế rồi thì có liệu an tâm về con máy hay không ấy, thì là đấy các bác dựa vào đó mà tham khảo. Còn nhiều cái hãng khác nữa, ví dụ như vừa rồi em test cái con Pixel 4XL ấy, thì là áp suất nó nhảy rất là cao luôn, nó nhảy lên mười mấy luôn ấy. Đấy thì em cũng không hiểu là như vậy là có chính xác hay không. Thì em cũng nghĩ là mỗi hãng thì người ta
người ta đưa ra cái sensor hoặc là đưa ra cái thông số áp suất riêng thì không nói, nhưng mà riêng với LG thì các bác cũng cứ dựa vào cái thông số là từ khoảng từ 0.5 đến 2.0 là khoảng đấy là tạm chấp nhận được đó. Còn vấn đề gì nữa các bác thắc mắc về vấn đề áp suất thì cứ inbox hỏi em sẽ để số điện thoại ở trên màn hình đấy, các bác có gì cứ alo. Rồi, ok, chào các bác nhé.